Sốt, sốt là nóng toàn toàn thân, còn nóng là chỉ nóng vị một vị trí tại chỗ nào đó, ví dụ trong phản ứng ứng viêm. Chính xác đó, em trả lời rất là đúng. Có nghĩa là khi bệnh nhân bị sốt thì cả người đều nóng, còn nóng thì nó chỉ nóng tại ổ ổ viêm thôi. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta bị viêm họng, nóng rát cổ họng, bệnh nhân bị áp xe mông, nóng ở cái mông bị áp áp xe. Lớp học tập lớp B 34. Rồi, em có từng sử dụng miếng dán hạ nhiệt cho bệnh nhân em không? Có hiệu quả không? Dán vô có hạ sốt không? Có, chắc không? Chắc không nè? Chắc không? Dán đâu? Dán lên trán. Mà em bé nóng ở đâu? Em bé bị sốt là nóng ở đâu em? Bạn mới vừa nói xong. Hả? Sốt là toàn thân. Nóng toàn thân. Mà giờ em dán qua cái trán không? Hiệu quả không? Không. Nóng toàn thân, thành ra em dán muốn cho nó hạ sốt được mà miếng dán em phải mua miếng dán dán cả cả người đó. Ta vì mua miếng dán dán cả người, ta cho uống viên thuốc hạ sốt xuống nó xuống liền, cần gì phải dán cả người đó. Thì cơ chế tại sao chúng ta không cần dán miếng dán ở trán đó, mà muốn dán giỏi lắm dán cả người đi đó, giỏi dán cả người thì dán. Lý do tại sao chúng ta thầy sẽ trình bày cái cơ chế hiểu rõ tại sao miếng dán không hiệu quả, mà nói nhỏ thôi nha, đừng la lớn nha. Em nói lớn dùng miếng dán mấy đứa dược sĩ nó quánh thì chết. Rồi, sốt là tình trạng tăng thân nhiệt do rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt độ dưới tác động của các nguyên nhân gây bệnh, thường là cái yếu tố có hại như vi khuẩn và virus. Hai con vi này, vi nào sốt cao hơn kem? Chính xác. Rồi, về nguyên nhân gây sốt thì chúng ta có nguyên nhân nhiễm khuẩn và nguyên nhân không do nhiễm khuẩn. Nguyên nhân nhiễm khuẩn thì chúng ta có là nguyên nhân đa số các vi sinh vật, nói chung là vi sinh vật bao gồm bốn loại mà chúng ta phải trình bày em nãy. Và thứ hai, không do nhiễm khuẩn thì chúng ta có nguyên nhân ở bên ngoài lẫn nguyên nhân bên trong. Nó thành ra nhiễm khuẩn, vi khuẩn và không do nhiễm vi khuẩn thì nó bao hàm cái nguyên nhân giống hệt như nguyên nhân gây viêm. Tại ra người ta gọi là nguyên nhân gây sốt cũng nguyên nhân là cũng là nguyên nhân gây viêm, hay là nguyên nhân gây viêm cũng là nguyên nhân gây sốt. Hay nói khác hơn, có viêm thì có sốt. Thật ra khi chúng ta khám một bệnh nhân, khi bệnh nhân có sốt thì chúng ta phải tìm xem coi có nguyên nhân nào dẫn đến sốt trên bệnh nhân hay không, từ đó giúp chúng ta chẩn đoán bệnh rất là chính xác. Rồi, ông Roxandot ông phát minh ra cái cơ chế sốt, ông mới đặt các nguyên nhân gây sốt này mang tên là chất gây sốt ngoại ngoại sinh. Thật ra khi thi các em nhớ dùm thầy, lời dẫn là chất gây sốt ngoại sinh, nhưng em nhớ dùm là bao hàm cả nguyên nhân bên ngoài lẫn nguyên nhân bên bên trong, lúc đó đừng có chọn nguyên nhân bên ngoài không là sai, có cả nguyên nhân bên trong nữa kìa, đó là chất gây sốt ngoại sinh do ông đặt thôi. Bởi vì trong cái bài của ông, cơ chế sốt nó hiện lên cái chất gây sốt nội nội sinh đây, để chúng ông phân biệt giữa chất gây sốt nội sinh với chất gây sốt ngoại sinh. Thì cơ chế sốt nó diễn ra thành hai con đường, một con đường viêm cấp, viêm cấp là con đường bên đây, con đường bên đây là con đường viêm cấp, và con đường bên đây là con đường viêm viêm mãn, có hai con đường như vậy. Về con đường viêm cấp thì người ta nhận thấy rằng khi có chất gây sốt ngoại sinh vào, hay là có chất cái nguyên nhân gây viêm vào cơ thể, thì bạch cầu chúng ta nó nhào ra, nó nuốt. Đây, bạch cầu nhào ra nuốt. Mà khi bạch cầu nhào ra nuốt gồm có bạch cầu đại nhân trung tính ái to và bạch cầu đại thực bào, nó nuốt xong thì dài dài tới khi nó chết, nó phóng ra chất gây sốt nội nội sinh. Và chất gây sốt nội sinh được phóng ra, nó sẽ kích thích lên trung tâm điều hòa thân nhiệt, nó kích thích rất là dữ dội lên trung tâm điều hòa thân nhiệt nằm ở vùng hạ câu não. Và sau khi bị kích thích thì nó sẽ hoạt hóa axit arachidonic đang bất hoạt thành hoạt hóa, sau đó kích hoạt sản sinh các monoamin. Các monoamin này được sản sinh ra, nó sẽ hoạt hóa AMP vòng bất hoạt thành hoạt hóa. Và khi AMP vòng được hoạt hóa rồi, nó tác động lên các sắc phôi. Sắc phôi là những điểm thần điều nhiệt nằm ở trên màng tế bào thần kinh ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Các sắc phôi này khi bị kích thích, nó sẽ chuyển ra một cái trạng thái khởi một luồng xung động kích thích
toàn bộ tất cả các tế bào trong cơ thể của người bệnh nhân tăng cường chuyển hóa. Và khi tăng cường chuyển hóa thì ATP được đào thải ra thật là nhiều, làm cho nhiệt độ của cơ thể người bệnh nhân sẽ tăng lên. Nó vẫn chưa hài lòng nữa các em, bên cạnh còn co mạch ngoại, có toàn bộ mao mạch ngoại vi. Khi có toàn bộ mao mạch ngoại vi, nó làm cho thân nhiệt giảm xuống, nhiệt độ không thấy ra ngoài, tức là nó làm cho không có thân nhiệt giảm xuống, mà khi có toàn bộ mạch ngoại vi nó làm cho thân nhiệt không có thể ra ngoài, tức là tạo hiện tượng giảm thấy thấy nhiệt. Bên trong thì lại sản xuất sản lượng nhiệt tăng lên, bên ngoài thì không cho thoát ra. Nó thật ra cuối cùng thân nhiệt của bệnh nhân càng lúc càng tăng cao lên, tạo ra sốt. Và cơ chế sốt này do tác giả Rosendorf phát minh ra. Đó, như vậy chúng ta có con đường viêm cấp sang con đường viêm mãn. Con đường viêm mãn thì người ta nhận thấy rằng con đường viêm mãn thì nó bắt đầu từ cái ngày thứ nhất của cái tuần lễ thứ ba. Có thể lấy ví dụ như bên đây chúng ta có con nguyên nhân gây sốt, nguyên nhân gây viêm đó là con vi khuẩn lao. Con vi khuẩn lao thì thật ra chúng ta có điều trị trong vòng 2 tuần lễ đầu bằng thuốc cũng không giết chết được nó đâu. Đừng nói đến chuyện không điều trị. Thì bước qua tuần lễ thứ ba chuyển qua viêm mãn thì con vi khuẩn lao này vẫn còn tồn tại số lượng khá lớn, và tác giả đặt tên nó là kháng nguyên. Chuyển qua viêm mãn thì đặt tên nó là kháng nguyên, và lúc này các tế bào lympho Th của chúng ta được kích hoạt rất là đầy đủ, rất là số lượng rất là đông, và nó nhìn thấy vi khuẩn lao quá nhiều. Và trong khi đó thì ở đây các em thấy bạch cầu đa nhân ái to nó chết gần hết rồi, là người ta không liệt kê nó đây nữa, chỉ còn bạch cầu trung tính tham gia trong mà viêm mãn tính thôi, và bạch cầu đại thực bào số lượng nó cũng giảm trầm trọng. Và nó nhìn thấy bạn bè nó chết nhiều quá, nó sợ, nó trở nên nhút nhát. Do đó mà khi nó thấy con vi khuẩn là kháng nguyên nè, vi khuẩn lao là kháng nguyên nè, nó mới bung ra từ các tế bào phổi nang, các tế bào bạch cầu mà bạn bè nó vừa mới chết bung ra, thì nó sợ, nó gặp nó bỏ chạy, nó không nuốt nữa. Từ chỗ đó bạch cầu lympho Th của chúng ta nó thấy chuyện này xảy ra, do đó nó phóng lympho-gin từ cơ thể nó tưới đều lên quần thể bạch cầu đại nhân trung tính lẫn đại thực bào. Sau khi nhận cái lympho-gin tưới đều lên mình, nó hung mạnh lên các, nó lắc qua lắc lại và nó lắc giống như thanh niên Việt Nam chúng ta mà uống thuốc lắc vậy. Rồi sau đó nó tiến thẳng về con vi khuẩn lao và bắt đầu há miệng nuốt phập con vi khuẩn lao. Nó đâu có ngờ rằng nuốt xong rồi thì nó cũng sẽ chết. Và từ lúc nuốt dài lúc chết, nó phóng ra trước gây sốt nội, nổ sinh và gây sốt. Như vậy cả hai con đường viêm cấp lẫn viêm mãn, con đường nào cũng dẫn đến sốt. Hay nói khác hơn, bệnh lý cấp tính hoặc bệnh viêm cấp tính hoặc là bệnh lý viêm mãn tính, bệnh lý viêm nào cũng dẫn đến sốt. Nhưng người ta nhận thấy viêm cấp sốt cao hơn viêm mãn. Cơ chế tại sao? Tại sao viêm cấp cao sốt cao hơn viêm mãn các em? Ai biết? Nghĩ là bạch cầu tăng cao hơn viêm mãn. Bạch cầu nó số lượng nó nhiều hơn ở viêm cấp, thành ra viêm cấp sốt cao hơn viêm mãn, chính xác. Nó tạo ra nhiều chất gây sốt nổi, nổ sinh hơn. Ở vì các giai đoạn của sốt, chúng ta có sốt tăng là lúc đầu tiên thì sản nhiệt tiết ra sản sinh ra rất nhiều, thành ra sản nhiệt trên thể nhiệt lớn hơn 1. Bệnh nhân ớn lạnh rét run, da nhợt, giảm tiết mồ hôi, huyết áp tăng nhẹ. Thì các em đã từng làm điều trị rồi, khi bệnh nhân chúng ta vào bệnh viện và lúc đó chúng ta đo nhiệt độ khoảng 35 đến 40 hoặc thậm chí trên 40, sốt rất là cao, nhưng mà bệnh nhân than lạnh run dữ lắm. Thầy lấy ví dụ như người lớn cũng than lạnh run, em bé còn dữ hơn nữa. Em bé nó vào viện thì bà mẹ thấy con nó lạnh, chở từ nhà vào bệnh viện thì quấn rất kín kem, nhưng mà vào gặp điều dưỡng hét liền cởi đồ ra. Thì bắt đầu bà mẹ sợ quá, lộ quá chân đồ nó ra, điều dưỡng bắt lộ trần truồng nằm trên giường. Nhưng mà khi cởi ra hết rồi, em bé nó lạnh, nó cứ nói mẹ ơi con lạnh quá mẹ, mà mặc đồ vô cho con đi mẹ, con lạnh quá mẹ. Là thực sự đúng không? Người lớn chúng ta cũng vậy, người lớn bị sốt cao bắt đầu lấy áo lạnh mặc vô. Mà các em giữa trời như trời mùa hè miền Nam đi, đó nắng chang chang đổ lửa đó, mà bệnh nhân vẫn mặc áo lạnh, bởi bệnh nhân trong cơ thể họ cảm thấy lạnh quá. Như vậy tại sao em bé nó lạnh, tại sao người lớn cũng lạnh, là do ai biết? Sao kìa? Dạ thưa thầy, là do là nó co mạch ngoại vi nên là thấy lạnh. Co mạch ngoại vi, chính xác.
Rồi, đó nghe, trả lời tiếp thầy nè. Như vậy trong trường hợp mà điều dưỡng bắt bà mẹ cởi đồ em bé ra hết trần truồng như vậy có hiệu quả ngay thời điểm đó không? Dạ, không có hiệu quả ngay tại thời điểm đó. Không có hiệu quả ngay thời điểm đó, chính xác. Mà chỉ làm nó càng lúc càng lạnh thêm mà thôi. Tiếp theo đó điều dưỡng mới rằng, điều dưỡng chỉ sao? Điều dưỡng chỉ đó, ngay chỗ cái vòi nước tôi để sẵn có cái bình thủy nước sôi đó, có cái thau nhỏ đó, có khăn sạch đó, chị pha nước sôi với nước nguội thành nước ấm, rồi chị đưa khăn vô, chị dắt ráo nước và chị lau cho bé giùm tôi. Đầu tiên là mặt, sau đó lau cả người, rồi sau đó lau nách, và sau đó lau bẹn, tức là lau háng cho nó lau cả người đó nghe. Thì như vậy lúc đó mới có hiệu quả, lúc lau mới có hiệu quả em. Mục đích lau để làm gì, ta gọi là lau gì? Em đã trả lời câu. Làm rạng mặt rồi lau mặt. Gọi là lau? Lau ấm. Lau gì cho chính xác rồi? Lau ấm. Lau ấm, nhưng không phải lau mát nha. Lau ấm, là lau nước ấm đó. Làm giãn mạch có nghĩa là cái động tác chúng ta dùng khăn ấm, chúng ta lau nhẹ nhẹ trên da em bé, tạo ra động tác giống như massage vậy. Đó, massage nhẹ nhẹ trên da em bé để kích thích phản xạ thần kinh sở trụ ở da em bé, hưng phấn thần kinh co mạch, ức chế thần kinh co mạch và hưng phấn thần kinh giãn. Giãn mạch thông qua phản xạ thần kinh sở trụ làm cho giãn toàn bộ mô mạch da em bé hết. Mà khi giãn mạch nó sẽ thoát nhiệt ra bên bên ngoài rất là tốt em. Đó, thành ra các em thấy rõ ràng ở đây ta ghi rất là rõ. Bệnh nhân da nhợt, da nhợt có nghĩa là gì? Co mạch ngoại ngoại vi, lúc co mạch vi thì mô sẽ không ra. Và quá tăng nhẹ co mạch ngoại vi, máu dồn về nội tạng, lưu lượng tuần hoàn sẽ tăng, quá nó sẽ tăng lên. Rồi sau khi sau thời gian sốt tăng thì lúc này sản nhiệt nó không tăng được, sản quá trình sản nhiệt chúng ta nó sản nhiệt tới đến hết mức nào đó bắt đầu nó chờ có các nguồn đưa vào để tiếp tục mà chuyển qua trong chương trình rét nữa, tạo ra năng lượng bắt đầu tăng sản nhiệt lại. Thì lúc này sản nhiệt tăng tới đó nó ngừng lại, thì lúc này thải nhiệt được theo bằng nhau bằng một, nhiệt độ vẫn còn cao, da khô mà vẫn chưa ra, thở nhanh, thải bớt nhiệt ra ngoài. Thì trong lâm sàng chúng ta không phân biệt được sốt đâu là sốt tăng và đâu là sốt đứng, bởi vì bệnh nhân vẫn còn co mạch ngoại vi, mà còn co mạch ngoại vi thì bệnh nhân còn rất là lạnh kem. Thành ra trong sốt tăng sốt đứng bệnh nhân than rất là lạnh, tức là khởi điểm của sốt bệnh nhân lạnh lắm. Nhưng sau đó chuyển sang giai đoạn sốt lui, sốt lui thì bắt đầu thải nhiệt vượt qua thải nhiệt và lúc đầu bắt đầu có hiện tượng giả mồ hôi, bệnh nhân tiểu nhiều. Và khi giả mồ hôi thì mồ hôi nó tuôn ra, mồ hôi này là mồ hôi dưới nhiệt độ rất cao, do đó bệnh nhân rất là nóng. Mồ hôi ra mà bệnh nhân rất nóng, thành ra bắt đầu chuyển sang trạng thái nóng. Thành ra bệnh nhân than chúng ta lạnh nóng, lạnh nóng, lạnh nóng như vậy kem. Rồi, như nhiệt độ, và nếu chúng ta không điều trị thì chút nhóm chút xíu thôi là bắt đầu các chất đưa vào chu trình rét tiếp tục để mà lên, thế lại sụt tăng, sụt đứng luôn, đứng luôn, tăng đứng liên tục. Thành ra chúng ta sẽ than lạnh nóng, lạnh nóng, lạnh nóng liên tục, và chúng ta khi vào bệnh viện chúng ta họ than như vậy. Em chú ý chiều này, các giai đoạn của sốt tăng đứng lui nó làm cho bệnh nhân than chúng ta là lạnh nóng, lạnh nóng, lạnh nóng. Em đừng có nhầm tưởng rằng lạnh nóng này là có nhiều em phán câu sanh giờ luôn em. Khi mà một bệnh nhân vào viện vô phòng khám, cái điều dưỡng hỏi sao, bác bị sao, con ơi, hồi bác sáng nay bác ngủ dậy tự nhiên bác thấy lạnh quá, lạnh quá nên chú bác thấy nóng, nóng cái hồi bác lạnh, cái hồi bác nóng, lạnh nóng, lạnh nóng liên tục như vậy đó con ơi. Cái điều dưỡng hỏi quê bác đâu, Cà Mau, nhà đâu, Cà Mau, Cà Mau chỗ nào, U Minh Hạ, trời, phán liền bác bị sốt rét rồi, đó là tầm bậy, không phải đó. Lạnh nóng, lạnh nóng này chỉ là các giai đoạn của sốt mà thôi. Rồi, đó là chỉ quá trong sốt. Đầu tiên rõ ràng chuyển hóa glucid. Chúng ta cần gluco để đưa vào chu trình rét để tạo ra nhiệt độ trong bệnh nhân bị sốt. Vì vậy mà nhiệt độ nó càng lúc càng tăng lên, sở dĩ tăng lên là do chuyển hóa năng lượng và tiêu thụ oxy nó sẽ tăng. Đó, và lúc này muốn có thì phải có tăng chuyển hóa gluco. Mà khi xài hết gluco không đủ phân hủy cái glycogen ở gan và cơ ra. Mà khi phân hủy glycogen ra thì bắt đầu đường trong máu tăng lên một chút, và đặc biệt là chuyển hóa nó quá nhiều, nó tạo ra các sản phẩm axit, mà axit rất tiếp được đưa ra ngoài máu nhiều, làm nó tác động đến đầu thần phục thần kinh, làm cho bệnh nhân có cảm giác đau, cho bệnh nhân đau nhức quể quải mệt mỏi rất nhiều.
do vai trò của axit. Cũng như sinh viên chúng ta tối sốt, cái sáng mệt mỏi đau nhức quẩy quẩy quá, cái trốn học không thèm lên lớp học là vậy các em. Rồi xài đường không đủ chuyển sang xài mỡ. Trong sốt cao kéo dài do nhu cầu chuyển quá cao, thành ra cần phải phân hủy thêm lipid. Đó, xài tới mỡ rồi mà phân hủy lipid thì bắt đầu nó tạo ra các sản phẩm trung gian là các thể ceton, mà sẽ ceton thì đẩy plasma rào máu ra nhiều, và máu nhiều nó tạo ra môi trường to càng lúc càng nhiều, mà càng to chừng nào thì càng gây đau nhức mình mấy chừng đấy. Rồi xài đường xài mỡ không đủ xài luôn cả thịt, tức là xài đạm luôn, tức là tăng thống hóa protein và giảm tổng hợp protein, nó làm cho bệnh nhân gầy và xuống cân sau khi sốt cao và kéo dài. Rồi chuyển sang rất là chức phận trong sốt. Đầu tiên là rất là thần kinh. Bệnh nhân nhức đầu, chóng mặt, đau mình mẩy, mê sảng, co giật và hôn mê. Thì các biết các sản phẩm chuyển qua trong sốt, đặc biệt axit lactic hay là ceton, nó tác động làm cho bệnh nhân nhức đầu, đau mình mẩy. Nhưng mà vi khuẩn và độc tố của con vi khuẩn cũng tác động làm cho bệnh nhân nhức đầu, chóng mặt. Nếu mà nặng nữa, nó làm cho bệnh nhân mê sảng, nặng nữa co giật và hôn mê. Cần chú ý điều này, cái chuyện co giật cực kỳ quan trọng đối với bé. Nếu như em bé người ta thấy rằng người ta thống kê, nếu em bé nó bị dù chỉ co giật một lần trong đời thôi, khi bị sốt cao nó, lúc nó còn bé nó bị co giật một lần trong đời thôi, thì khả năng dẫn đến biến chứng động kinh rất là cao kèm. Do đó kèm với chăm sóc bệnh nhi khi bị sốt thật là kỹ, đừng cho em bé nó bị rơi vào co giật. Về tuần hoàn, mạch nhanh, nhịp tim nhanh do nhu cầu chuyển hóa, muốn chuyển hóa tạo năng lượng để tạo ra sốt cho bệnh nhi càng nhiều, thì cơ thể chúng ta bắt buộc tuần hoàn phải hoạt động nhanh lên để mà nó đưa dòng máu đến thật là nhanh. Đó. Thành ra nhờ nhiệt độ khi mà tăng lên 1 độ thì bình thường tăng lên 10 nhịp. Nhưng mà đối với người thần kinh giao cảm quá nhạy cảm có khả năng tăng 15 đến 20 nhịp. Và cái lượng máu tống đi để cho sự chuyển hóa tế bào nhanh này bắt buộc phải có oxy, do đó rối loạn hô hấp xảy ra, thở nhanh và thở sâu do nhu cầu chuyển hóa. Chuyển sang rối loạn tiêu hóa thì bệnh nhân đắng miệng, chán ăn, niêm mạc môi miệng khô. Và sở dĩ có niêm mạc môi miệng khô này là do giảm tiết dịch của tuyến nước bọt, và giảm tiết dịch tuyến nước bọt cũng giống như giảm tiết dịch của các tuyến tiêu hóa như là dịch vị, dịch ruột, dịch mật, dịch tụy, tất cả đều giảm hết kèm. Mà giảm lượng dịch nhiều quá thì nhu động ống tiêu hóa sẽ kém đi, mà giảm nhu động ống tiêu hóa thì bắt đầu tiêu hóa thức ăn không tốt, đầy hơi và táo bón. Chủ yếu cơ chế nó là do giảm tiết enzyme tiêu hóa. Và chúng ta chuyển sang rồi tiết niệu, sốt tăng thì tăng nước tiểu do co mạch. Nên co mạch dồn máu về nội tạng thì lượng máu nó thận tăng, tăng nước tiểu. Và cơ thể chúng ta cũng lạ lắm, tiểu nhiều quá sợ không còn nước nữa, đang bắt đầu tiết ra nội tiết tố ADH và aldosterone giữ nước lại. ADH thì giữ nước ở tế bào ống thực xa, aldosterone thì giữ natri kèm theo nước ở tế bào ống thận. Đó là giữ nước lại, mà giữ nước lại cũng không hiệu quả, tại vì nước được giữ lại nó sẽ làm cho đun nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, vì vậy chuyển sang súc lưu sợ quá sẽ đẩy nước ra ngoài. Do chuyện về tăng nước tiểu để thải ra ngoài theo nhu cầu thải nhiệt. Chuyển sang một số rối loạn khác, người ta nhận thấy rằng khi sốt nó có tăng acetat và cortisol. Acetat là nội tiết tố tiền viêm, nó kích hoạt vỏ thượng thận chúng ta sản sinh ra cortisol. Nhận thấy rằng cortisol tăng cao nhất trong ngày và là lúc 8 giờ sáng. Nó từ chỗ tăng cao nhất trong ngày lúc 8 giờ sáng, do đó trong phác đồ điều trị của chúng ta, các bệnh có viêm mà có chỉ định sử dụng corticoid thì người ta cho uống một lần vào 8 giờ sáng. Ví dụ các em cho uống metronidazole 16 mg một viên, hoặc các em cho uống là prednisone 5 mg 4 viên chẳng hạn, uống 8 giờ sáng lúc bụng no, để nó hiệp đồng cái tác dụng cùng với corticoid nội sinh. Thứ hai, tăng chức phận gan. Khi sốt cao như vậy nó sẽ tăng khử độc, rồi nó tăng kích thích sinh tổng hợp protein. Trong protein chúng ta có gamma globulin là kháng thể, vì vậy nó làm tăng chức phận miễn dịch. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải chủng ngừa. Chủng ngừa thì chúng ta sẽ tạo ra viêm và sốt. Tạo ra viêm và sốt, đặc biệt tạo ra sốt thì nó sẽ kích hoạt để mà tăng chức phận miễn dịch cho cơ thể chúng ta. Thí dụ chúng ta đang cần kháng thể chống lại con SARS-CoV-2. Rồi trên lâm sàng hiện nay chúng ta có 4 dạng điện của sốt. Dạng thứ nhất là sốt liên tục. Lưu ý với sốt của bệnh nhân tăng cao liên tục qua từng ngày, thậm chí từng tuần. Nếu như chúng ta không điều trị và luôn luôn trên 38 độ thì chúng ta gặp trong bệnh thương hàn hay là bệnh viêm phổi thì, và người ta gọi sốt như thế này là sốt dạng hình bình nguyên. Dạng sốt thứ hai là dạng sốt dao động, dao động sáng chiều gặp trong lao phổi, viêm hấp trên, buổi sáng không sốt, buổi chiều thì lại,
lại sốt cả ngày không sốt nhưng tối muộn, tức là chiều tối thì lại bắt đầu lại sốt. Thứ ba là sốt ngắt quãng. Sốt ngắt quãng tức là hôm nay sốt, ngày mai không sốt, hôm kia sốt lại, và nó có chu kỳ chúng ta thường gặp trong sốt rét. Và chu kỳ của sốt rét nó có thể là một ngày sốt, một ngày không sốt, hoặc một ngày sốt, hai ngày không sốt, nó tùy theo con loại ký sinh trùng sốt rét. Và cái sốt thứ tư là sốt hậu quy. Sốt hậu quy do nhiễm khuẩn sán khuẩn Klebsiella, nó gây bệnh sốt vàng da. Và nếu như chúng ta điều trị thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta không điều trị thì bệnh nhân bắt đầu sốt kéo dài đúng một tuần là hết. Lạ lùng lắm, đúng một tuần thôi kem. Đúng tuần hết, hết xong cái bệnh nhân lại tiếp tục không điều trị thì nó là giãn giãn một vài tuần sau đầu sốt lại. Sốt lại đúng tuần là hết, lại tiếp tục giãn giãn cái vài tuần, cái một tuần sau sốt lại. Nó tạo ra cái dạng bức tường thành, giống như bức tường thành của vua chúa hồi xưa thời đại phong kiến. Ở chúng ta hiện nay lâm sàng có bốn dạng sốt như vậy. Và bốn dạng sốt này em nhớ dùm thầy. Chú ý, sốt liên tục thì nó gồm có là biểu hiện dạng sốt gì. Thí dụ như thầy cho lời dẫn là sốt liên tục thì nhớ tìm cho thầy là sốt hình bệnh, bệnh nguyên. Thí dụ tìm cho thầy thương hàn, tìm cho thầy viêm phổi thủy. Thí dụ như là sốt dạng bức tường thành thì tìm cho thầy dạng sốt đó tên sốt hội, hội quy, ví dụ vậy. Ý nghĩa sinh học của sốt, sốt là một phản ứng bảo vệ của cơ thể. Tại vì sao chúng ta gọi là phản ứng bảo vệ cơ thể kem? Nhờ nó mà thầy thuốc chúng ta biết là trong cơ thể có ổ viêm đâu đó và tìm nguyên nhân gây viêm để giải quyết. Thứ hai, sốt kích thích cơ thể chúng ta sản sinh ra sức đề kháng, tức là tạo ra kháng, kháng thể cũng như các tế bào đem vô TC hoàn hóa. Phản ứng sốt người già và trẻ em khác với người trưởng thành. Người trưởng thành chất gây sốt nội sinh sinh ra bao nhiêu thì nó gây sốt đúng bao nhiêu. Nhưng ở người trẻ em thì khác. Trẻ em mới vào bệnh viện 38 độ rưỡi thôi, chớp nhoáng 15-20 phút sau nó tăng lên 39, 9, 3, 40, 41. Cực kỳ nhanh các em. Đó. Mà các em biết trẻ em nhanh chóng, sốt cao, co giật. Mà co giật đấy là biến chứng động kinh rất là nguy hiểm. Thành ra các em cố gắng cẩn thận theo dõi em bé cho nó sát. Vì vậy mà đối với trẻ em thì bộ chúng ta có quy định là khi sốt phải lau ấm cho như vậy. Phản sốt người già thì là kém lắm kem. Thí dụ bệnh nhân viêm họng rất dữ mà nhiệt độ bò lên mới có 38 độ 1. Cái lâu lâu hồi đó bò lên 38 độ 3, bò rất chậm kem, khác với trẻ em rất là nhiều. Lúc nào cần bảo vệ cơn sốt thì kem nhớ là khi chủng ngừa không có điều trị kem, dứt khoát không bị để cho sốt nhẹ nhẹ như vậy thì chúng ta tạo sức đề kháng, tạo kháng thể. Khi nào sốt cao quá ảnh hưởng đến cơ thể thì bắt đầu chúng ta mới sử dụng thuốc hạ sốt. Lúc nào cần cắt sốt thì chắc chắn là nếu bình thường không có chứng ngừa sốt chúng ta phải cắt sốt. Và nhớ là sốt là hiện tượng tự thực đường đạm và mỡ của cơ thể, vì vậy chúng ta phải tăng cường dinh dưỡng để chống lại sự tự thực đường đạm mỡ này để tránh bệnh nhân gây ra sốt cao khi bị sốt cao và kéo dài. Đó là toàn bộ bài sốt. Và câu hỏi bài tập tự học giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Khi bệnh nhân bị sốt như vậy thì xuất hiện các triệu chứng nào, cơ chế tại sao? Đó thì thầy hỏi các em cái câu hỏi là các triệu chứng cho bệnh nhân bị sốt. Vậy đó có lớp nó để gửi cho thầy, nó viết toàn bộ cái cơ chế hình thành sốt, cơ chế sốt thôi chứ không phải là cơ chế các triệu chứng. Nó thành ra các em mà gửi thầy cơ chế gây sốt thì coi như các em sẽ nhận được lời phản hồi điểm là điều zero. Đó, thành ra các em nhớ thầy hỏi các em là cơ chế các triệu chứng cho bệnh nhân bị sốt. Rồi, đó các em có thắc mắc gì không? Có gì không các em? Dạ thầy cho em hỏi cái. Ừ. Cái là bị lao thầy sốt về chiều thầy. Đó em nhớ có phải là do là lúc giấc chiều đó khuẩn lao nó sinh ra rồi mấy cơ thể mới tiết ra cái sốt này. Các em khác nhớ cái mã code thầy cô chú cứ gắn mã code thì gắn mã code lên trên bài giảng cái web mã code điểm danh giùm thầy dưới các em trả lời câu hỏi gì cho cô chú nha, rồi cứ làm đi các em. Rồi trở lại cái chàng trai này, thầy hỏi cái coi em nói là buổi chiều vi khuẩn lao sinh ra thì bệnh nhân sốt buổi chiều sao kỳ vậy hả? Đó em nghe lớn thoáng đâu đó mà em không thắc mắc hoài. Vi khuẩn lao suốt ngày có mặt trong người không? Dạ có. Vi khuẩn lao suốt ngày có mặt trong người bệnh nhân không?
có nhưng mà buổi sáng cái chu kỳ của con buổi lao nó trưa có sinh không, ra buổi là trưa không, như bốn. mà tại sao chiều tối lại vi khuẩn lao lại rất là nhiều đó? Đâu có, nó rải cả ngày, vi khuẩn lao là cả ngày, nó vào người chúng ta, nó sinh sôi cả ngày đó, chứ không phải là ban đêm nó sinh sôi lên cái ban ngày nó hạ xuống không thèm sinh sản, không phải. Sao suy nghĩ lại coi, Dạ, tại cái em đó em có nào hỏi cái anh nào đó, anh có giải thích cho em mới là nói chu kỳ của con lao đó là 24 giờ nó sinh một lần. Thầy này, anh đó nói là sinh vào giờ đó mà em không biết phải không, em hỏi thầy. không phải em, không phải em nào trả lời được câu này, em nào trả lời được câu này, tại sao tại sao là không phải lao không đâu mà cả viêm đường hô hấp trên cũng vậy, thường là sốt về chiều. Thầy, em trả lời câu này cho ông Ừ, trả đi em, trả lời đi. thầy. Thầy, em nghĩ là tại buổi sáng á, nồng độ corticoid nó cao nhất, về buổi chiều thì nồng độ corticoid nó giảm xuống thấp nhất, nên nó thường sốt về buổi chiều. Ủa vậy em nói buổi sáng cao nhất, buổi chiều nó giảm thấp nhất, giờ còn ban ngày thì sao? Buổi chiều nó nồng độ giảm dần đó thầy. Nó giảm dần dần nhưng nó vẫn còn cao, hay là nó giảm mất tiêu luôn vào buổi chiều? Nếu mà anh tính thời điểm, anh cho thời điểm đi. Hồi nãy thầy mới vừa nói xong, còn tiêu tăng cao nhất lúc 8, 8 giờ trong ngày, phải không? Dạ Như vậy phải. trước 8 giờ có nó không? Có còn tiêu, nên còn tiêu quýt có nhiều không? Có nhưng mà có nhưng mà ít thôi. Có, nhưng mà không đạt đỉnh, phải không? Dạ Đạt đỉnh phải. là 8 giờ, nhưng mà sau 8 giờ cột tiêu quýt nó vẫn còn nhiều không? Cũng Nhiều, còn nó bắt đầu nhưng mà giảm dần. không không được nhiều như lúc 8 giờ, và cái đỉnh nó rải dài 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 suốt buổi sáng, dài qua buổi trưa, dài qua buổi buổi đầu giờ chiều, phải không? Nhưng sau 5 giờ bắt đầu cái ngưỡng nó giảm xuống rất là nhanh, ngưỡng giảm xuống nhanh và nó giảm dài cho sau 5 giờ bắt đầu mặt trời sụp bóng xuống, là cái em gọi là chiều tối. À, hay là sốt về chiều là như vậy. Sau 5 giờ cái lượng corticoid bắt đầu nó giảm xuống rõ rệt. Và khi nó giảm xuống rõ rệt thì bắt đầu nhiệt độ lại tăng lên. Em hiểu cơ chế tại sao mà khi corticoid nó giảm xuống nhiệt độ lại tăng lên không? Vào buổi chiều. Đúng rồi, em nói đúng đó. Em nói đúng là do nồng độ corticoid so với ban ngày thì từ buổi chiều nó giảm dần xuống về đêm, nó thành ra bệnh nhân sẽ sốt về chiều dài suốt đêm, nó dài dài trong đêm, mà ta nói gọn lại là bệnh viêm đường hấp trên hay là bệnh lao phổi thường sốt về chiều. Đúng đó, em đúng được cái khía cạnh là corticoid. Tiếp tục. Đây là tại vì corticoid nó có thể dùng ức chế miễn dịch, là giống như ức chế bạch cầu đó, thì tạo quá trình phản viêm. Do đó thì khi mà nồng độ corticoid tăng cao thì quá trình phản viêm nó sẽ bị hạn chế lại, do đó là cái phản sốt nó sẽ giảm, còn khi mà corticoid nó giảm thì phản viêm nó sẽ tăng lên, do đó là cái quá trình sốt sẽ nhiều hơn, sốt cao. Nó em nói chậm chậm đi các bạn mới hiểu được, trả lời từ từ chậm chậm cho các bạn hiểu nè. Nói đi, đúng rồi, nói chính xác, nói đi. Theo em nghĩ là vai trò của corticoid là nó dùng ức chế miễn dịch, và khi mà sau 5 giờ chiều thì cái nồng độ corticoid nó tăng, nó bị giảm, thì khi đó là cái sự ức chế dịch của nó sẽ bị hạn chế, do nó quá trình sốt nó sẽ tăng lên, do là quá trình dịch nó tăng lên. Rồi, em nói vậy chung chung lắm, em nói cụ thể trong trường hợp sốt. Nó cụ thể luôn, nó giỏi đó, rất giỏi, vậy thì cụ thể luôn em, không nên không thấy nó chung chung được, nó ức chế miễn dịch chung chung được, nó cụ thể ra. Nói chung chỉ biết cái đó là em không biết sao để cho bạn hiểu. Em nói gần xong rồi, giờ đưa cụ thể vào thôi, giải thích được không hay để thầy giải thích? Để giúp cho cảnh cho bạn hiểu. Em nào giải thích đuôi chút xíu này được, còn tí nữa xong rồi.
Rồi, như vậy cũng quá giỏi rồi. Có nghĩa là gì kem? Ban ngày thì nồng độ corticoid nó được tăng lên cao, cao nhất cái đỉnh là 8 giờ sáng. Rồi sau đó sau 5 giờ chiều bắt đầu giảm dần. Mà sau 5 giờ bắt đầu chúng ta tính là buổi chiều rồi. Có người tính sau 6 giờ thôi kệ, sau 6 giờ cũng được, tức là sau 5 6 giờ rơi vào buổi chiều. Thì đó đó là thời điểm corticoid nó giảm xuống. Mà kem giỏi chỗ này, kem nó ức chế miễn dịch. Thôi đừng ức chế miễn dịch, nó rộng lắm. Corticoid có vai trò là ổn định, vai trò là ổn định màng tế bào bạch cầu đa nhân trung tính, màng tế bào bạch cầu đa nhân ái toan, màng tế bào đại thực bào. Ổn định đây là gì? Chúng ta dùng ổn định cho nhẹ nhàng. Ổn định có nghĩa là nó khống chế không cho các tế bào bạch cầu phóng ra chất gây sốt nội sinh, không cho phóng ra chất gây sốt nội sinh. Ví dụ chúng ta chất gây sốt sinh có rất nhiều, nhưng mà trong đó cái chất mình mạnh nhất là interleukin số 1 được phóng ra từ ba loại tế bào bạch cầu này, và một số các cytokine khác được phóng ra từ ba loại tế bào bạch cầu này, nhưng interleukin số 1 là gây sốt cao nhất. Thành ra corticoid khống chế không cho các ba loại tế bào bạch cầu này phóng interleukin số 1 cùng các cytokine khác để kích hoạt gây. Nó thì ổn mà tế bào rồi không cho ra. Nó thành ra lấy đâu mà phóng ra, mà không phóng ra lấy đâu mà có sốt. Nó cảm thấy muốn có sốt phải có chất gây sốt nội sinh. Bây giờ chất sốt nội sinh không được phóng ra, nó thì không có sốt. Thành ra khi về chiều nồng độ corticoid nó giảm dần, và nó giảm nhiều, nó rất là nhiều. Thành ra khi nó giảm nhiều thì cái vai trò ổn định các tế bào bạch cầu này coi như giảm đi, mà không có ai khống chế nó thì bắt đầu phóng chất gây sốt nội sinh ra ao ao ao. Ngay thời điểm mà không khống chế để không ổn định màng tế bào bạch cầu, mà khi nó phóng ra nhiều cytokine như đặc tính số 1 thì sốt tăng lên. Thì đó là cơ chế tại sao sốt xuất hiện về chiều. Rồi cả bốn đường liên kem rồi, hiểu được cơ chế này không? Thì là do vai trò của corticoid giảm xuống nhiều. Hai là do vai trò ổn định các tế bào bạch cầu mất đi, các tế bào bạch cầu tự động phóng chất gây sốt ra, chất sốt nội sinh ra ao ao, lúc đó bắt đầu hiện tượng sốt xảy ra. Rồi thì đó là cái câu trả lời tại sao sau khi nhiễm vi khuẩn lao hoặc là khi bị đường hấp trên thì sốt về chiều. Đó là kết quả nó trả lời như vậy. Xem rồi có thắc mắc gì khác không? Các em khác có hiểu được cái câu trả lời này không? Nó vì vậy mà sau này nhớ là bác sĩ thì chúng ta phải trả lời được câu này nha. Ai hỏi đều phải trả lời cho chính xác câu này. Phải thuộc lòng câu này đi, đừng trả lời ai nếu ai có hỏi. Rồi còn hỏi gì không em? Có thắc mắc gì nữa? Sao có gì nữa không? Uống đi. Hỏi xin cao lượng. Hỏi đi. Đi qua cà phê biết là thật là thường là ví dụ mình sử dụng cho nên khoảng sáng khoảng 8 giờ nó sẽ tăng được. Nhưng trên thực tế có ngoài khám nhân lại 4 triệu thì cũng như vậy mình cho buổi sáng 4 triệu thì hợp lý. Tại vì tới một số trường hợp là buổi chiều rồi thì cái vấn đề nó cho sử dụng cà thì người ta lại buổi chiều thì mình cũng đành phải dậy thôi. Ví dụ người ta lại phòng khám hay là người ta vào bệnh viện lại trạm y tế lại khám thôi, lại trạm y tế khám, người ta lại buổi chiều thì cũng phải cho thuốc. Một ngày là phải là một viên metimbetamine hoặc là 4 mg, nên là buổi chiều em phải cho thuốc 4 viên, phải không? Chứ mà đợi buổi chiều các em cho anh ta uống còn khuya khuya bắt uống nữa không được, bắt uống 4 cho vậy thôi.
Còn lên tới là buổi chiều, có prednisone mà đi cho xét. Tại bệnh viện cũng vậy, phải ghi vào bệnh chiều tấn công ngay lúc đầu chúng thuốc viên prednisone 5 mg, tức là tổng liều nó là 20 mg, còn nếu đó là metronidazole thì một viên 16 mg. Em cho liền ngay thời điểm bệnh nhân vào viện đó, một viên rồi kết hợp các thuốc khác. Rồi sáng hôm sau thì bác sĩ khác người ta sẽ đi thuốc ngày hôm sau, thì bác sĩ khác đi thuốc ngày hôm sau người ta sẽ ghi chắc chắn là sáng thuốc viên, chiều không viên. Tại ngày mình thuốc viên nha, một viên chiều không viên. Rồi, hiểu chỗ này không? Ở phòng khám các em thì các em muốn đo viên đo tự các em thôi, chứ quyền muốn xé nó làm chiều hai viên, chiều hai viên khuya bắt uống tiếp hai viên là quyền của các em. Nhưng đúng nhất là thành ra sổ bệnh trong bệnh án chúng ta thì nên ghi đúng nhất là sáng 8 giờ 4 viên, còn họ vào trong buổi trưa, họ vào trong buổi chiều, họ vào trong đêm thì các phải điều đầu tiên chúng ta uống viên. Chứ đầu tiên tự nhiên em ghi có hai viên metronidazole, hai viên prednisone 5 mg được, không bao giờ cho metin, không bao giờ cho prednisone 5 mg mà cho hai viên, không bao giờ cho trong bệnh án. Rồi cũng như không bao giờ cho mà metin prednisone mà cái hàm lượng 4 mg cho hai viên cũng không. Cái liều đầu tiên chúng ta phải phát pháo là 4 viên prednisone 5 mg hoặc là một viên metin prednisone 16 mg. Sao thắc mắc gì nữa không, em rõ chỗ này không? Thầy rõ rồi, cảm ơn thầy. Rồi có em thắc mắc nữa cứ hỏi, không hỏi thôi nghỉ, hỏi được không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái câu liên quan tới cái bài viêm hồi nãy thầy. Ừ. À, là em thấy trên hiện nay trên cận lâm sàng thì nó có một cái xét nghiệm gọi CRP này. Ừ. C đó thì thầy em hỏi là cái CRP này nó đánh giá cái vấn đề viêm là như thế nào đấy? Ở trong cái liệu thầy viết là có đó, trong tài liệu thầy viết có mà nãy thầy không thèm nói, tại vì nó không quan trọng. Ở trong cái bài học em trong cái sách có, tức là khi viêm có sốt thì gan chúng ta sẽ tăng cường sản xuất các protein, trong đó có sản xuất protein pha cấp, tức là CRB, protein phản ứng C đó. Thì người ta dựa vào protein phản ứng C để khẳng định rằng người bệnh nhân này có viêm. Nhưng mà đó là trường hợp trước đây thôi, còn bây giờ ít ai mà cho xét nghiệm CRB lắm. Còn nếu mà có cho chăng là để cho đến bệnh viện khoa xét nghiệm thu tiền cho bệnh viện thôi. Chứ bây giờ bệnh nhân viêm sờ sờ đó, dù em khám bệnh nhân viêm họng cho CRB không? Bệnh nhân áp xe mông nó to đùng ra, nó viêm cơ mông đó cho CRB không? Bệnh nhân viêm ruột thừa đó có cho thử CRB không? Đâu có. Nhưng trong bệnh lý tim là có. Trong bệnh lý tim bệnh nhân đau thắt ngực, em không biết có bị viêm do thiểu dưỡng gây nhồi máu cơ tim không? Đó. Thì bắt đầu em sẽ cho CRB, nếu mà CRB mà nó dương tính thì khẳng định rằng là có tình trạng thiểu dưỡng mạch vành, nó gây cho hoại tử tế bào cơ tim. Mà trước khi hoại tử đó là biểu hiện viêm đi trước, hoại tử đi sau, tức là có viêm tế bào cơ tim, tức là có thiếu năng vành gây viêm tế bào cơ tim, và lúc viêm đó thì bắt đầu CRB tăng lên. Thì hiện nay CRB người ta chỉ làm xét nghiệm trong những trường hợp cần thiết thôi, chứ còn đa số CRB không có cho kem. Còn bác sĩ nào trong bệnh viện nào mà cho đại trà, tức là cho để mà bệnh viện kiếm tiền từ khoa xét nghiệm lên mà thôi. Đó, các em hiểu anh ý thầy nói không? Đằng sau này chúng ta là bác sĩ, chúng ta sẽ cho CRB theo đúng cái tình huống chúng ta cần thiết cho xét nghiệm. Rồi, có gì khác nữa?